Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trẻ vị thành niên ở Tây Nguyên bị lừa đưa sang lao động tại Ả Rập Xê Út. Những cô gái trẻ được môi giới bên Việt Nam đưa sang Ả Rập Xê Út làm nghề giúp việc. Nhà hầu hết là người Tây Nguyên chưa tới 18 tuổi là độ tuổi lao động theo luật pháp của Việt Nam. Chuyện được chú ý sau khi tin tức về cô Ha Xuân Siêu, người dân tộc Gia Rai, chết trong lúc đang giúp việc nhà cho một gia đình người Ả Rập Xê Út. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, Ủy ban cứu người vượt biên, là một tổ chức phi lợi nhuận của người Việt tại hải ngoại cho biết: "Chúng tôi lấy được thông tin trên Internet và Facebook từ những người đi lao động ở Ả Rập Xê Út. Tin em Siêu Xuân qua đời do những người Tây Nguyên ở Thái Lan cung cấp và liên lạc và kết nối với chúng tôi với gia đình Siêu Xuân." Đây là hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam lao động tại Ả Rập Xê Út kêu cứu. Hai điểm cần làm rõ, vẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thứ nhất là chuyện làm giấy tờ giả để tăng tuổi người được xuất khẩu lao động. Thứ hai là cách thức đưa người đi như thế có giống hành vi buôn bán trẻ vị thành niên hay không. Khi Hơ Xuân chết, em vẫn chưa đến 18 tuổi. Thứ hai, việc đánh đập dẫn đến sự tử vong của em Hơ Xuân cũng phải được điều tra là một tội phạm xảy ra tại Ả Rập Xê Út và một tội phạm xảy ra ở Việt Nam. Cảnh sát Ả Rập Xê Út cuối cùng đã truy ra nơi giữ xác em Ha Xuân vào ngày 13 tháng 9 vừa qua. Họ đang hối thúc chính quyền Việt Nam nhanh chóng đưa xác em về. Trong suốt tuần qua, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại bởi công ty Vinaco, chuyên môi giới xuất khẩu người đi làm việc ở nước ngoài, nhất định ép mẹ em Ha Xuân phải ký một giấy ủy quyền trong đó xác nhận em Ha Xuân sinh năm 1996. Đó là năm giả mà Vinaco đã khai lên để làm hộ chiếu cho Ha Xuân Siêu vào năm sinh nhật thực sự của em là năm 2003. Và gia đình em Ha Xuân phải lên tận Buôn Ma Thuột để làm liên lạc với luật sư, xác nhận theo yêu cầu của công ty Vinaco. Đây là điểm tất khuất, nhưng chúng tôi nghĩ họ cần làm để đưa xác em về, sau đó sẽ tính đến vấn đề truy tố hình sự những ai đã làm giấy tờ giả. Đài phát thanh tiếng nói EFA tại Mỹ đã liên lạc với Ha Xuân Siêu, là chị của Ha Xuân Siêu, và được cô cho biết khi ra đi, em gái của cô chỉ mới có 14 tuổi. Có bà Lê Thị Toan, công ty Vinaco ở Thanh Hóa, tới đây gặp em Ha Xuân, đưa em đi chơi và đi làm hộ chiếu. Chuyện này cô Ha Xuân và gia đình không hay biết cho tới khi em Ha Xuân gọi điện từ sân bay về báo tin em đi Ả Rập Xê Út, nói rằng em chỉ được cầm hộ chiếu lúc sắp sửa lên máy bay, và khi đó mới hay Vinaco đã đổi năm sinh 2003 của cô thành năm 1996. Đây là hình ảnh chị Đinh, người dân tộc Brunei ở Bình Định, bị đánh khi về đến sân bay vẫn còn bầm dập. Hơ Xuân nói với chị khi còn ở Thanh Hóa là em đã từng đòi về nhà. Bà Lê Thị Toan bảo muốn về cũng được, nhưng phải trả lại 30 triệu đồng chi phí ăn ở mua sắm cho em. Vì không có tiền, Hơ Xuân Siêu đành phải đi theo họ. Tháng 10 năm 2019, ở nhà chủ bên Ả Rập, em mới gọi điện về lần nữa. Tháng 7 năm 2021, gia đình mất liên lạc với em. Ngày 13 tháng 7, công ty gọi báo Hơ Xuân đang nằm trong bệnh viện, bảo là Hơ Xuân bị suy tim. Gia đình em đã yêu cầu chụp một hình ảnh gửi về cho gia đình, nhưng mà công ty bảo là không được phép chụp hình. Tới ngày 17 tháng 7, họ báo Hơ Xuân đã tử vong. Bên công ty bảo gia đình ủy quyền cho họ làm thủ tục chôn cất ở bên kia. Gia đình chưa làm cái thủ tục nào hết, bây giờ đang làm giấy ủy quyền để đưa xác của em về. Được hỏi về nghi vấn Hơ Xuân Siêu không chết vì suy tim mà chết vì bị chủ đánh, cô Hơ Xuân nói cô tin chắc Hơ Xuân chết vì bị đánh. Cô Hơ Xuân còn gửi cho đài tiếng nói EFA đoạn băng ghi âm lời của Hơ Xuân gọi về từ Ả Rập Xê Út mà cô dịch cho tiếng Việt như sau: "Em Hơ Xuân nói em xin nghỉ ngơi mà bà chủ không cho nghỉ. Hơ Xuân bị đau đầu rồi mà bà chủ vẫn đánh. Cả đêm Hơ Xuân không ngủ được vì bị đau mắt. Họ độc ác với Hơ Xuân lắm. Xuân có gọi cho Nhung, tức là người môi giới, nhưng đổi lại Nhung không chịu giúp đỡ, còn chửi lại Hơ Xuân. Cuối cùng Hơ Xuân bảo không chịu ở nhà bà chủ đó nữa. Hơ Xuân có nói với bà chủ rồi mà bà chủ vẫn đánh và không cho Hơ Xuân nghỉ ngơi. Cứ làm miết giờ này tới giờ khác. Rồi Hơ Xuân có gọi cho Nhung với Khánh bảo cố gắng rồi mà không làm nổi nữa, mệt quá. Hơ Xuân xin với Nhung với Khánh cho về văn phòng nhưng họ không cho, bảo sợ dịch bệnh mà Hơ Xuân chỉ bị ốm và mệt mỏi mà thôi.
Hơ Xuân bảo là ở thêm mấy ngày nữa, mấy tháng nữa, rồi khi nào có chuyến bay thì Hơ Xuân sẽ về. Đây là hình ảnh cháu Hơ Xuân Siêu bên trái, sinh năm 2003 đã tử vong do bị đánh. Không riêng gì Hơ Xuân mà còn trường hợp của Ngọc Nhia đã về nước tháng 10 năm ngoái. Chưa kể hai trường hợp vị thành niên khác cũng đã bị lừa đi làm gia nô như Hơ Xuân và Ngọc. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm, đó là hai em Siêu Chiêu và Ma Nguyệt vẫn còn ở bên Ả Rập Xê Út. Nếu để ý thì thấy Vinaco nhắm vào các em vị thành niên người Tây Nguyên sống xa thành thị như em Hơ Xuân bị bà Lê Thị Toàn gạ đưa đi Thanh Hóa chơi mà gia đình không hề biết. Thành ra khi mẹ về, chị về thì không thấy Hơ Xuân đâu nữa. Từ buôn làng của huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, Ngọc Niêng kể về em như sau. Em sinh năm 2003, người dân tộc Ede. Những người môi giới ở Thanh Hóa kéo vô trong buôn em, bảo là đi bên kia sung sướng, giúp được gia đình. Nghèo thế này ở nhà làm gì? Thế là bọn em đi luôn. Em 15 tuổi, môi giới làm hộ chiếu giả mà em không biết, cứ đi theo cô Toan với lại anh Tùng, anh Sơn. Tới chuyến bay Nội Bài, Dubai, người ta mới đưa hộ chiếu cũng tên Hờ Ngọc Ni, nhưng lại sinh năm 1997. Vào tháng 10 năm 2018, Ngọc Ni đặt chân tới Ả Rập Xê Út, bắt đầu làm việc không hở tay chân trong nhà để phục vụ chủ xứ này. Cô nói, ngủ 3-4 tiếng người ta đã kêu dậy, đang ăn nó kêu đi làm. Nói chung, gia đình nó ăn cả ngày luôn, mình làm còn nó chỉ có ngồi, xong việc này nó kêu làm việc kia nữa, vân vân. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Việt Nam ở Ả Rập Xê Út. Dẫu đầu tắt mặt tối nhưng Hạng Ngọc Niên vẫn thấy mình may mắn hơn các chị em khác vì không bị chủ đánh đập. Những lúc quá nhọc, cô gọi điện cho đại diện Vinaco ở Riyadh, lần nào cũng bị môi giới giày ra, nạt nộ rằng người ta làm được, mày cũng phải làm được. Lúc đầu em gửi tiền về cho mẹ được 2 tháng, làm 1 năm thì không gửi nữa vì bà chủ không trả tiền. Khi nghe người ta đồn có dịch, em bảo bà chủ kiểu như là đưa tiền cho văn phòng ở Việt Nam, đặt vé, người bên ấy là anh Khánh và anh Tùng. Em về đến Việt Nam vào tháng 9 năm 2020, môi giới bảo em là không cho ai xem hộ chiếu, bất cứ ai cũng không cho xem. Em bảo môi giới nói đi bên kia sung sướng không muốn về, không ngờ đi là mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Bảo tại sao hỗ trợ người ta tầm 2-30 triệu mà hỗ trợ em có 5 triệu thôi. Nó bảo tại em không biết làm việc. Nó so sánh em với Hơ Siêu Xuân đấy. Người tên là Khánh mà cả Hơ Xuân Siêu và Ngọc Nê nhắc đến là ông Nguyễn Quốc Khánh, chuyên trách người Việt lao động ở nước ngoài tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Khi gọi về công ty Vinaco ở Thanh Hóa, nhân viên tên là Thuy trả lời Vinaco được chính quyền địa phương cho phép tuyển người ra nước ngoài làm việc, rằng về vấn đề này chị hỏi trực tiếp lãnh đạo công ty hay gọi cho chính quyền địa phương, em không biết thông tin nào. Được yêu cầu chuyển đường dây cho bà Lê Thị Toan là người đã tiếp cận các em gái dân tộc, nhân viên Thi vội vàng dập máy. Và cứ như thế, rất nhiều câu chuyện buồn về phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc và chỉ một số ít người may mắn được trở về. Đây là hình ảnh người cha già đón con trở về sau 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Câu chuyện sau đây khá kinh hoàng khi người phụ nữ đã bị lừa bán sang Trung Quốc tới hơn 30 năm về trước khi mới có 12 tuổi. Chị đã trốn thoát trở về nước và gặp lại gia đình cũng nhờ cơ hội đưa đến khi dịch Covid bùng phát ở Trung Quốc. Chị đã phải đi suốt 5 ngày 5 đêm băng rừng để trốn về nước. Vào tháng 3 năm 2020, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa một người phụ nữ hộ khẩu ở tỉnh Phú Thọ bị bán sang Trung Quốc từ năm 1990. Nạn nhân là chị Hà Thị Chiến, sinh năm 1978. Chị Chiến kể lại, vào năm 1990 khi đó mới 12 tuổi, chị Chiến theo lời của một người quen dù sang Trung Quốc. Nhưng vừa đặt chân qua biên giới, chị bị chính người quen bán cho một gia đình bên đó. Sang đó, tôi sống tủi nhục lắm, cay đắng lắm. Nhiều lần tôi tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Vì các đối tượng quản lý chặt chẽ, cứ lần nào trốn thì lần đó bị bắt, bị tra tấn đủ bằng những đòi roi. Nhiều lần nát cả người, đến sợ hãi, không dám trốn nữa. Chị Chiến đã dùng mình, bập bẹ kể lại câu chuyện như vậy. Nhưng đầu năm 2020, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, chị Chiến đã bỏ trốn được về nước. Thời điểm đó, chị cùng một người ở Ninh Bình mới bị bán sang, lấy can đảm cả hai cùng bỏ trốn. 5 ngày, 5 đêm, băng rừng mới đến biên giới. Thực sự, đến bây giờ, mỗi khi ngủ, tôi vẫn còn mơ thấy những tủi nhục khi còn ở bên Trung Quốc.
chị Chiến đã xúc động kể lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 với bản tin Việt Nam trẻ vị thành niên ở Tây Nguyên bị lừa đưa sang lao động tại Ả Rập Xê Út. Quý vị và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.